mà có tôi biết là có bạn bè, có người ở trên này, thế và mọi người cũng giới thiệu ở trên này, thì tôi cũng lên trên này để tôi tham khảo hai lần. Và lúc đấy mà tôi mua là mua từ năm 2013, tôi mua cái miếng đất này, thì lúc đấy thì chưa được đầy đủ như này, nó còn hoang sơ lắm. Thì tôi thấy là trên thì núi, ở dưới thì nó có suối, thì có những cái khuôn cảnh rất là tự nhiên, thì tôi cũng thích. Thế sau đó thì Tết vừa rồi ạ, trước Tết vừa rồi, tức là năm 16, thì là tôi có đưa phần mộ gia đình về đây. Khi mà đưa phần mộ gia đình về đây thì tôi cũng thấy rằng là cái dịch vụ chăm sóc ở đây cũng rất là tốt. Chẳng hạn như là từ khu mà đưa mộ lên này, đưa mộ lên ấy, thì tôi thấy là thứ nhất là mộ rất là các bạn ấy đã làm rất là chu đáo, mộ thì được chăm sóc lau dọn lúc nào cũng sạch. Tôi có lên thì tôi cũng thấy là rất là sạch sẽ. Thế và cây cối chăm, cây cối thì cũng được tưới tắm rất là nhiều. Thế thì tôi cũng rất là hài lòng ở cái khu phần mộ ở đây. Một điểm nữa là thường là cứ vào hàng tuần ấy thì là mình có thể thu xếp được lên thăm mộ, thì các bạn thì công ty vẫn cho xe đưa đón lên đến tận gần cái nơi mộ, thì tôi thấy là như thế là cũng thuận lợi cho những cái người đi lại già như tôi, đi lại nó rất là thuận lợi. Thế cho nên là tôi thấy rằng là cái lạc hồn viên như này là tôi thấy rất là vui và rất là hài lòng. Hiện nay thì tôi cũng đang rủ bạn bè tôi và một số những người quen thân là nếu mà có điều kiện thì cũng lên trên này để có sau này có xuống sang thế giới bên kia thì cũng có nơi có tụ lại để mà gọi là được sinh hoạt và hội họp với nhau.